được đánh giá là công trình kiến trúc hoành tráng, xứng đáng là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Vườn rau Babylon cho đến nay vẫn là một ẩn số cực lớn. Nó trông như thế nào, có thực sự tồn tại hay chỉ là truyền thuyết? Dù đã được rất nhiều thế hệ nhà khảo cổ dày công nghiên cứu, nhưng sự thật vẫn lẩn khuất đâu đó trong lớp bụi thời gian. Có khám phá cho thấy, khu vực được cho là có vườn treo tuyệt mỹ ấy, thực chất là một nhà kho cổ đại. Cũng có giả thuyết, khu vườn kỳ vĩ có thật, nhưng nó là công trình của một cổ quốc khác, chứ không phải Babylon. Dù đã được ghi chép tỉ mỉ trong sử sách, nhưng vị trí thực sự của vườn treo Babylon vẫn còn là một bí ẩn thách thức trí tuệ loài người. Những gì chúng ta biết là tại vùng Lưỡng Hà ngày nay, cách đây gần 3.000 năm, vào thời Tân Babylon, vua Nebuchadnezzar đệ nhị đã xây dựng nên khu vườn treo làm quà tặng cho hoàng hậu Amatis, người xứ Ba Tư, để giúp nàng khuây khỏa nỗi nhớ quê hương, nơi vốn có những ngọn đồi và thung lũng xanh tươi. Ghi chép của tu sĩ có tên Berossus vào khoảng năm 290 trước công nguyên và được nhiều học giả đời sau dẫn lại, bổ sung một số tình tiết. Vị trí thực sự của khu vườn ở đâu vẫn chưa rõ, nhưng nhiều học giả cho rằng nó nằm đâu đó gần thành phố Hula, tỉnh Babil, hoặc xung quanh thành phố cổ Nineveh, bên bờ sông Tigris thuộc tỉnh Mosul, Iraq ngày nay. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất cho thấy có vẻ như nó nằm ở một nơi khác biệt, vượt xa những gì chúng ta biết. Khoảng năm 225 trước công nguyên, Philo, xứ Byzantium, một kỹ sư tài ba người Hy Lạp, thông thạo nhiều nghề từ cơ học, vật lý đến văn chương, đã đưa ra một danh sách liệt kê 7 công trình được biết đến là kỳ quan của thế giới cổ đại, gồm Đại Kim Tự Tháp Giza, Tượng Thần Zeus ở Olympia, Đền Artemis ở Ephesus, Lăng mộ của Mausolus, Tượng Thần Mặt Trời ở Rhodes, Hải Đăng Alexandria và bí ẩn nhất là vườn treo Babylon. Dù sau đó có được thêm bớt tùy theo thị hiếu thời đại, danh sách của Philo vẫn được nhiều người đánh giá là sưu liệu kinh điển, thể hiện trình độ kỹ thuật và kiến trúc vượt bậc của cổ nhân khi xây dựng nên những công trình kỳ vĩ. Đáng tiếc, ngoài kim tự tháp Giza còn tồn tại đến ngày nay, tất cả 5 kỳ quan còn lại hoặc chỉ còn là phế tích hoặc vĩnh viễn biến mất. Dù vậy, vẫn có đủ tư liệu và bằng chứng khảo cổ để xác nhận vị trí của 5 công trình đó. Qua đó có thể chắc chắn rằng chúng không phải là sản phẩm của truyền thuyết hay lời đồn. Nhưng vườn treo Babylon thì không được như vậy. Đây là công trình nhuốm màu bí ẩn nhất. Nó đã hoàn toàn bị phá hủy và không để lại chút dấu vết nào, dù là phế tích hay sử liệu cho thấy nó từng tồn tại. Nỗ lực săn tìm khu vườn đã trở thành nhiệm vụ hấp dẫn nhất trong giới học thuật ở vùng Lưỡng Hà hay Mesopotamia, khu vực nằm giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates. Các nhà khảo cổ vẫn đang cố gắng giải đáp câu hỏi hóc búa là khu vườn có ở Babylon thật hay không, hoặc có điều gì đặc biệt về kỳ quan này mà chúng ta chưa biết. Cụm từ treo trong vườn treo có nghĩa là gì? Chúng trông như thế nào? Khu vườn được tưới bằng cách nào? Hay nói cách khác là nó có tồn tại hay không? Trở lại với danh sách của Philo, hầu hết kỳ quan mà ông liệt kê đều nằm ở ven Địa Trung Hải, tức vùng ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tuy nhiên, vườn treo Babylon dường như là ngoại lệ khi nó nằm rất xa về phía đông, về phía sông Euphrates, ở vùng đất của người Ba Tư. Philo đưa ra danh sách trên, Babylon và người Ba Tư đã bị Alexander Đại Đế xứ Macedonia chinh phục vào một thế kỷ trước. Cùng với đạo quân viễn chinh của Alexander, văn hóa Hy Lạp đã mở rộng về phía đông và vào Trung Á. Thế nhưng, Babylon và những công trình nổi tiếng của thành phố này vẫn khiến những người đọc bản thảo của Philo sau này cảm thấy nhiều điều kỳ lạ và xa vời. Philo mô tả, vườn treo được đặt khéo léo trên một nền đá lớn phủ lớp cỏ, phía trên là một lớp đất dày với đủ loại hoa thơm trái lạ. Có thể gọi đó là khu vườn lơ lửng trên đầu người chiêm ngưỡng. Theo Philo, hệ thống tưới tiêu cho khu vườn cũng là điều kỳ thú. Ông viết, nước trong những thùng chứa lớn từ trên cao chảy đến khắp khu vườn. Nhiều học giả xa xưa hơn được cho là cũng đã nhắc đến công trình kỳ vĩ này. Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhà địa lý học Strabo và nhà sử học Diodorus Siculus đều mô tả khu vườn là một kỳ quan. Diodorus là một tác giả người Hy Lạp đến từ Sicily đã có mô tả chi tiết nhất về khu vườn trong cuốn sách 40 tập về lịch sử loài người của ông, có tên là Bibliotheca Historica. Giống như Philo, ông đã mô tả khu vườn có các hệ thống phức tạp. Tầng 1 là một lớp lau sậy được trải lượng lớn nhựa đường. Bên trên đặt hai lớp gạch nung liên kết bằng xi măng và lớp thứ 3 là chì để hơi ẩm từ đất không thấm xuống dưới. Theo Diodorus, những lớp vật liệu này được làm dày hơn theo từng bậc. Khu vườn được trồng những loại cây lớn và đẹp, cực kỳ thích mắt và đem đến niềm vui cho người thưởng ngoạn.
hệ thống tưới tiêu cho khu vườn tiên tiến sử dụng những cỗ máy bơm nước từ sông. Ông đã gọi vườn treo này là viên ngọc quý của thế giới cổ đại. Sau nhiều lần bối rối trước các bản ghi của Philo, Diodorus và các bản ghi khác vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên về Babylon, các nhà sử học đã dò lại nguồn tài liệu được cho là ghi chép sớm nhất về vườn treo của những học giả Hy Lạp làm việc trong và ngay sau thời gian trị vì của Alexander Đại Đế. Ví dụ Diodorus và Strabo, cả hai đều dựa trên các bản ghi về Babylon từ những nhà văn thế kỷ 4 trước công nguyên như Callisthenes, nhà sử học thuộc triều đình của Alexander và là cháu nội của nhà triết học Aristotle. Các học giả tin rằng đoạn mô tả khu vườn treo trong sách Publius Ossica Historica của Diodorus xuất phát từ tác phẩm của Cleisthorus, người đã viết tiểu sử về Alexander Đại Đế vào cuối thế kỷ 4 trước công nguyên. Dù tác phẩm gốc của Cleisthorus không còn tồn tại, nhưng nó được mô tả là một bản ghi chép sinh động về thời đại của Alexander Đại Đế. Herodotus, một linh mục sống ở Babylon vào đầu thế kỷ 3 trước công nguyên, cũng đã có những ghi chép chi tiết về khu vườn. Ông cho biết, khu vườn đã truyền cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ suốt nhiều thế kỷ về vườn treo, nơi có những bậc thềm đá cao trải dài, đựng bóng cây và hoa. Chính ông là người viết câu chuyện mà chúng ta biết đến nhiều nhất ngày nay, đó là vua Nebuchadnezzar đệ nhị xây dựng vườn treo Babylon tặng vợ mình để bà nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên, có một chi tiết đủ sức lật ngược toàn bộ hiểu biết của loài người về kỳ quan này. Đó là tại sao tất cả nguồn tin nói về khu vườn Babylon được treo lơ lửng hay có nhiều tầng đều chỉ xuất hiện từ thế kỷ 4 trước công nguyên trở về trước, trong khi những ghi chép lịch sử sau giai đoạn này, điển hình là các sách lịch sử của Herodotus lại không đề cập đến điều đó. Josephus, nhà sử học Do Thái người La Mã từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, đã viết rằng khu vườn nằm trong lâu đài chính của Babylon. Trong những cuộc khai quật đầu tiên tại di tích của Babylon do nhà khảo cổ học người Đức Robert Caldwell dẫn đầu, từ năm 1899 đến năm 1917 đã phát hiện một cấu trúc vững chắc có hình vòm ở góc đông bắc của lâu đài phía nam. Caldwell tin rằng đây chính là một phần của khu vườn nổi tiếng. Nó được làm từ đá khắc nên có khả năng chống ẩm tốt hơn so với gạch đất. Bức tường dày cũng rất hoàn hảo để đỡ siêu cấu trúc thường tầng nặng nề. Hơn nữa, có bằng chứng về sự tồn tại của các giếng mà ông Conway cho là thuộc hệ thống tưới tiêu của khu vườn. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết học giả đều nhất trí rằng tòa nhà này có lẽ là một nhà kho thời cổ đại. Một số lọ đựng hàng hóa đã được khai quật từ địa điểm này. Và bằng chứng mạnh mẽ nhất là một phiến đất sét có niên đại từ thời vua Nebuchadnezzar đệ nhị. Trên đó có khắc chữ về việc phân phối dầu vừng, lúa mạch, chà là, gia vị và những tù nhân cấp cao. Tuy chưa thực sự khám phá được vị trí chính xác của vườn treo, nhưng cuộc khai quật đã tìm thấy nền móng tháp Ziggurat của Babylon, hoặc tháp bậc thang, một cấu trúc kỳ diệu của người Ba Tư. Một thập kỷ sau, khi nhà khảo cổ học người Anh Leonard Woolley đang khai quật thành phố Sumer cổ đại về phía đông nam của Babylon, ông đã ghi nhận các lỗ được khoan đều đặn trên gạch của tháp Ziggurat. Có phải đây là bằng chứng về một loại hệ thống thoát nước hoặc tưới tiêu nào đó cung cấp cho khu vườn mọc trên mặt của tháp Ziggurat hay không? Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định những cái lỗ đó chỉ dùng để phơi gạch. Có lẽ giới khảo cổ đã tìm không đúng chỗ chăng, vì có thể vườn treo thực sự ở một nơi khác. Đây là nghi vấn mà giới khoa học từng đặt ra khi những cuộc khai quật của họ trong khu vực không mang lại kết quả. Thực tế cho thấy, giả thiết này không phải là không có cơ sở, vì những sử học gia Hy Lạp, La Mã thường nhầm lẫn giữa những nền văn minh lưỡng hà, nhất là giữa vương quốc Assyria và thành quốc Babylon cổ đại. Ví dụ, Diodorus đặt Nineveh, thủ đô của đế chế Assyria, bên cạnh sông Euphrates, mặc dù thực tế là thành phố này nằm bên bờ sông Tigris. Ông cũng mô tả bức tường của Babylon, đặc biệt là hình ảnh nữ hoàng Semiramis cưỡi ngựa đang ném một cái giáo vào một con báo, và gần đó là người chồng Ninus đang chọc mũi giáo của mình vào một con sư tử. Thực tế, không có cảnh săn này được tìm thấy ở Babylon. Mặt khác, nó lại khá giống những bức phù điêu săn bắn được khắc trên bức tường đá của lâu đài phía bắc ở Nineveh, nằm trong vùng ảnh hưởng của Assyria. Một cuộc điều tra do giáo sư Stephanie Dolly tại Đại học Oxford dẫn đầu đã đưa ra lập luận rằng khu vườn treo không do vua Nebuchadnezzar đệ nhị ở Babylon xây dựng, mà khả năng cao là công trình của vị vua Assyria tên là Sennacherib, trị vì vào năm 704 đến 681 trước công nguyên ở Nineveh. Các bản khắc trên những tảng đá hình lăng trụ dưới thời đại vua Sennacherib có đoạn: vị vua tự hào về những công trình độc đáo mà ông đã xây dựng. Tôi nâng cao những khu vực xung quanh lâu đài để biến nó trở thành một kỳ quan cho tất cả mọi người. Khu vườn được mô phỏng theo ngọn núi của Amanus và được trồng hoa thơm cỏ lạ.
Ngoài ra, bức phù điêu từ thời Ashurbanipal có từ triều đại 668 đến 627 trước công nguyên, tức cháu trai của vua Sennacherib, cũng đã tái hiện những khu vườn với hàng cây trải dài trên một sườn dốc, đỉnh là một lâu đài nhỏ. Nước chảy từ một kênh dẫn vào các rãnh đầy cá. Giả thuyết cho rằng khu vườn ở Nineveh là vườn treo Babylon nổi tiếng, càng được củng cố thêm bởi danh tiếng của vua Sennacherib về sự đổi mới kỹ thuật. Ông cũng tự nhận mình là người hiểu biết tinh tế. Nhiều tài liệu khác trong triều đại của ông cũng ghi chép về kỹ thuật tưới tiêu đáng kinh ngạc. Bản thân nhà vua cũng mô tả về máy bơm trục vít cách thời của Archimedes 4 thế kỷ. Và Tully cho biết đó là một phần trong hệ thống tưới phức tạp, lấy nước từ dòng suối cách đó 50 dặm đến thành Nineveh và khu vườn treo. Theo nội dung ghi lại trên phiến đá hình lăng trụ, hệ thống này rút nước lên suốt ngày. Các nhà khảo cổ học cũng đã tìm thấy một hệ thống kênh dẫn nước được xây dựng từ 2 triệu khối đá, đưa nước đến thành phố qua thung lũng Jewan. Điều đặc biệt là Jewan nằm trên con đường dẫn đến trận đánh quyết định của Alexander Đại Đế với người Ba Tư tại Gaugamela vào năm 331 trước công nguyên. Bà Dolly cho rằng rất có khả năng Alexander đã nhìn thấy kênh dẫn nước khi đi ngang qua Nineveh. Sự tò mò của ông về hệ thống nước tinh vi và khu vườn của thành phố này đã gieo nên câu chuyện về khu vườn treo và gây ra sự nhầm lẫn cho giới học thuật sau này. Những người đã gắn công trình tuyệt diệu cổ đại cho Babylon. Nếu giả thuyết này đúng, nó sẽ giải quyết một bí ẩn khảo cổ lớn của nhân loại và chẳng còn ai nghi ngờ khu vườn treo của Nineveh có thực sự là một kỳ quan hay không. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện đầy kỳ bí về khu vườn treo tuyệt diệu của thế giới cổ đại? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Khám phá bí ẩn sẽ trở lại vào ngày mai!